Ok, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm món tôm hấp coca các bạn. Còn món nữa, sầu huyết sao tỏi. Các bạn cùng xem bếp của mình nha. Mình sẽ làm sầu huyết sao tỏi nha các bạn. Đợi tôm nó ấy ấy xíu đi. Sò huyết sò tỏi già này thử nha các bạn, rất là ngon. Mình mới mua được khi giỏi đó thơm lên rồi bắt đầu nở xoài. Thơm lắm các bạn ơi, thơm ngon nữa. Cái này mà uống vô lon bia là ngon rồi em ơi. Sò huyết xào tỏi bao thơm bao ngon đó. Ok, trong thời gian chờ đợi sò huyết thì mình sẽ làm luôn đó. Càng chín rồi các bạn ơi. Đó, tôm hấp coca nha. Đó. Chắc chín rồi đó. Giờ chuẩn bị vớt ra nè. Vớt ra là lụm thôi đó các bạn. Các bạn nhớ xem clip tôm hấp coca của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá trời thông luôn. Quá trời thông luôn các bạn ơi. Quay clip cho con nghe khó quá trời quá. Cậu biết sao tội? Ok. Rất là ngon nha các bạn. Đây nè các bạn ơi. Các bạn, đây mâm tôm hấp coca cũng rồi các bạn ơi, chín rồi các bạn. Chuẩn bị ăn thôi các bạn ơi. Đây. Đó. Đây. Ok. Đừng em ạ. Chặt quá các bạn. Quá siêu cay các bạn ơi, chấm tôm các bạn. Rất là ngon nha các bạn. Chính rồi các bạn ơi, mời các bạn ăn với mình con tôm nha các bạn. Bóc bả luôn đi chứ. Người ăn người quen. Thôi là trời nó đã đó. Được các bạn ơi. Giống miếng món siêu cay các bạn ơi đó. Mời các bạn dùng tôm hấp coca với mình cái này các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Các bạn thấy video của mình vui thì hay các bạn nhớ cho mình một like và subscribe các bạn. Đây cái mâm tôm hấp coca siêu to khổng lồ của mình bây giờ lại còn vô đây các bạn ơi. Chỉ còn 4 con thôi nha các bạn. Các bạn xem video thấy vui và hay các bạn nhớ cho mình một like và một subscribe các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello mọi người, nếu mọi người thấy video của mình vui và hay mọi người nhớ cho mình một like và một subscribe.